Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều hành đánh giá điều hành giá, đánh giá kết quả điều hành giá 8 tháng năm 2022 và hướng điều hành giá những tháng cuối năm. Tính đến ngày 22 tháng 8, giá xăng dầu đã điều chỉnh 22 đợt, trong đó có 8 đợt giảm giá. Bình quân 8 tháng giá xăng dầu trong nước tăng 45,34% so với cùng kỳ năm trước. Hiện hai nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn và Nghi Sơn đang vận hành công suất tối đa. Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến vận hành công suất 105% trong những tháng cuối năm để cung ứng xăng dầu cho thị trường. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu hiện nay vẫn còn khó khăn. Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép do sai phạm nên nguồn cung Càng khó hơn. Bộ Công Thương đề xuất dành tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu thuận tiện. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, các sai phạm trong kinh doanh xăng dầu cần quyết liệt xử lý nghiêm theo quy định, tránh tình trạng găm hàng thổi giá. Bộ Công Thương có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước. Trong quá trình điều hành bình ổn giá xăng dầu cần linh hoạt, không phức tạp hóa vấn đề. Nếu khó khăn thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ.